Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố thông báo về 3 trường hợp nhiễm COVID-19 ghi nhận ngày 21 tháng 6 và thông báo các địa điểm liên quan đến các ca bệnh nhân này. Buổi trưa các ngày từ ngày 10 tháng 6 đến 18 tháng 6, quán cà phê 130 Yên Bái, từ 6 giờ đến 7 giờ 30 ngày 17 tháng 6, chợ siêu thị Nguyễn Kim, 137 Tôn Bà Lan. Chiều ngày 19 tháng 6, quầy thuốc Tây Dược Sĩ Loan, đường Tôn Đức Thắng bên cạnh Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Buổi sáng ngày 15, 16, 17 và 19 tháng 6, quán Bánh Canh, mì Quảng gần địa chỉ 490 Âu Cơ và quán Tạp Hóa Lệ, địa chỉ 510 Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Trưa ngày 15, 16, 17 và 18 tháng 6, quán Cơm Lệ đường Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, vị trí 514 Âu Cơ đi lên hướng xã Hòa Sơn, khoảng 200-300 mét, có quán Lệ nằm ngay bên trái. Sáng ngày 14 tháng 6, quán Úc La Bờ Hồ gần trường tiểu học Hàm Nghi, Hoàng Hà Mobile, địa chỉ 155 Nguyễn Văn Linh, quán Cà Phê Xưởng số 7 Quang Dũng, cây ATM Techcombank trên đường Điện Biên Phủ đoạn gần đường Lê Duẩn. Sáng ngày 15 và 18 tháng 6, quán Úc La Bà Me trong xóm Kiệt 54 Lý Thái Tổ. Sáng ngày 16 tháng 6, quán Cà Phê Xưởng số 7 Quang Dũng. 23 giờ ngày 16 tháng 6, quán Ăn Vỉa Hè đường Điện Biên Phủ đoạn gần ngã tư Lê Độ. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố đề nghị các tổ chức cá nhân liên quan đến các địa điểm trên lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.